nay là hoàn thành gắp máy xong. Thì nào xong rồi mình sẽ quay cho các bạn xem con máy nổ như thế nào nha. Rồi công tác chuẩn bị nổ máy đó. Sửa sang gì lại rồi, kiểm tra bệnh hoạn hết trơn rồi, chữa bệnh rồi đó các bạn. Ủa cái này chế gì cái gì dữ luôn nha. Đã tao không chăm xuống này đề thử rồi, để ầm ầm luôn để không được thôi. Dầu mỡ nó mới làm luôn, thấy kiểm tra có nồng ăn rồi. Xong hết trơn rồi các bạn, chút nữa nổ máy kiểm tra. Cái ống gì mà có khúc khúc cái gì đi đâu đó. Đang chờ sạc bình để mà cho đầy 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 điện để mà đời máy kiểm tra đây. Này dọn dẹp gì lại quá trời. Mày mày cầm cái cần ga này mày, mày thôi để cho nó qua làm đi. Không cầm cần ga mày, mày nhá nhá lên gì, nhá nhá lên cái đề nó nổ lên là biết liền. Nhá nhá ngược kiền sao nè. Sao? Cái này nè, nhá kiền sao này lên ga nè. Ờ. Thôi để chút đi cho nó làm đi. Để nó bình để không được, tao tắt cái máy nó bình tao sạc từ sáng giờ mà sao để không được. Để đi, chút cho nó qua làm đi. Đang nhậu dẫn là gì? Đang nhậu hết cả chục chai mẹ nó rồi. Trời ơi, chơi lên vậy đó hả? Hả, nhậu với thằng Hưng Cương Dánh đâu mà mình đến. Nhậu đâu? Trên nhà thằng Cương Dánh á. Trời ơi. Cương này làm gì? Má xì á.
phúng rồi chứ trời. Lấy thêm cái đót 21 nữa ơi, nó phúng nhớt kìa quá. Quá trời phúng luôn. Có cái quẹt không? Quẹt. Chế cho nó hết xì ha. Rồi. Đi sao xả hơi lắm vậy không? Cái đừng có hư lên nhớt chục bô, nó không hư chục bô. Mình mới lần mình nấu xài cái này tới giờ. Mỗi lần không có xài bởi vì mình mới lấy ra nè. Mình thân kỹ sư đó mà. Ừ. Mở đầu. À, mấy anh kia nói má máy gì chơi tới 20 bô. Rồi. Nhiều quá. Rồi đợi đi.